Bắt đầu chào quốc kỳ hát quốc ca. Đây là hội đồng lãnh đạo cứu Việt Nam và nhân loại do Thánh Gióng Di Lặc Phật Vương vâng lệnh Cha Trời Thượng Đế toàn năng làm việc, hướng dẫn nhân loại khẩn cấp trước khi tận thế. Nhân loại, đứa nào nghĩ rằng mình không có tội là đứa đó là kẻ như bị quỷ nó bắt rồi. Tiếp tục như thế là nó sẽ kéo xuống qua ngục, nó nhốt ở dưới hàng ngàn hàng triệu năm thì ráng chịu. Bây giờ chúng ta cùng nhau chào quốc kỳ hát quốc ca. Quốc kỳ quốc ca đại diện cho thế giới nhân loại, đại diện cho quả địa cầu, đại diện cùng càn khôn, đại diện cõi thiên đàng tại thế sắp tới, và đương nhiên đại diện ở cõi thiên đàng luôn. Quốc kỳ quốc ca này của Cha Trời Thượng Đế toàn năng ban cho, chứ không phải của người đời. Người đời là tham lam đó, tham lam người đời. Đây là phù động thiên vương tái thế đại việt vương đạo, đạo thờ Cha Trời Thượng Đế toàn năng, đứng tác tạo ra cả càn khôn, là Cha Trời Thượng Đế toàn năng. Thánh Gióng phù động thiên vương tái thế đại việt vương đạo, và đồng thời đây là Di Lạc Phật Vương, ngôn sứ của Thượng Đế, sứ giả hòa bình của càn khôn. Chưa hết, và là vua Việt Nam nữa, lãnh đạo giải thoát dân tộc và đất nước Việt Nam trước bất cứ đứa nào ngăn cản, đứa đó sẽ bị nhốt ra là quan ngục hàng ngàn hàng triệu năm thì ráng chịu. Nhớ nha, dịch cho nhiều xứ tiếng, tao không rảnh thì giờ làm chương trình tiếng Anh, tụi bay cái bọn kỳ thì chúng tộc tao thì tao quê sệ, tao bực mình rồi, tao mệt lắm rồi, làm chương trình số người theo dõi trực tiếp hàng trăm ngàn người bị kéo xuống 3-4 hàng số xuống, làm gì vậy, khốn nạn gì đâu đó. Tiếp tục như thế tụi bay sẽ bị nhốt ở lại quan ngục hàng triệu năm, ở đó mà cản chương trình. Hôm nay 25 tháng 6 năm 2024 dương lịch, ở Mỹ giờ Thái Bình Dương là 3:49 sáng, ở Việt Nam giờ này là 5:49 chiều. À, giờ này đồng bào Việt Nam đang giờ cơm chiều. cơm chiều. Dùng cơm chiều mà nghe Thánh Gióng Di Lặc Phật Vương giải đạo giải thoát, đóng vở kịch cười ra nước mắt, tại vì một bầy đàn em trên dưới 8 tỷ đứa đang ngụp lặn trong tội lỗi, mà trong đó những cái thành phần mà lãnh đạo khắp nơi đi qua đi cầu, đa số là cái bọn trời đánh thánh đâm, bọn trật búa, giờ này mà cũng nó chưa nghe lời nữa. Thượng Đế ơi, con xin lầm thế kỷ Thượng Đế ơi, 40 mấy ngàn chương trình rồi mà tụi nó cà rề, đứa này chờ cái kia, đứa kia chờ đứa nọ, làm trước rồi chấp hành sao, chờ đứa kia chấp hành trước rồi mình chấp hành sao. Thượng Đế ơi, con xin lầm thế kỷ Thượng Đế. Chào quốc kỳ hát quốc ca. Việt vương đạo đứng lên cùng nhau đứng, đồng lòng thương tổ quốc của Cha Trời, tay nắm tay ta xây dựng ngày mai, trong thương yêu cùng nhau ta chung sống, thuần thái hòa trên khắp nẻo năm châu. Xây dựng tương lai này Cha cho vâng cho con.
Và đương nhiên ngày hôm nay có đương nhiên hẳn nhiên có Phật Thích Ca, Phật Ấn Độ có mặt ở đây đồng hành và phù trợ thánh giống Di Lạc Phật Vương làm việc của cha trời Thượng Đế Toàn Năng, cha trời Thiên Thượng, đứng mà Phật Thích Ca tôn thờ. Phật Thích Ca là thuộc gì? Con cháu chắc chích của tổ tiên Việt Nam. Nghe có chổi không? Chổi gì? Tổ tiên Việt Nam là thủy tổ loài người, gốc Adam, Eva. Ông Adam và bà Eva đó biết không? Bữa nay là có phần dạy đạo như đạo Bát Chánh Đạo. Bát Chánh Đạo. Mà đối với bọn tham lam xảo trá lọc lừa tu hành giả dối, nó nói là đạo bát vàng, bởi vì chúng nó tu hành tu ngu tu lùi tu xạo tu lường gạt mà lo đông đầy những túi tham không đáy, những túi tham dâm tặc hưởng thụ đó. Bát chánh đạo là gì? Bát chánh đạo thì có 8 chữ à. Đạo mà gói ghém trong 8 chữ thôi. Mà đến thời này Di Lạc Phật Vương xuất hiện thì mới giảng giải về bát chánh đạo tường tận được. Cái trước đó thì chú em Phật Thích Ca chỉ nhận cái bằng bài học bát chánh đạo mà chưa kịp chấp hành là đã chết rồi. Giờ đây phải trở lại quả địa cầu để học đạo, học bát chánh đạo. Đây nè, chú em Phật Thích Ca nè, chắp tay cầu nguyện nè. Trong đây có ghi gì đây? Đọc đi. Đọc cho rõ đi. Rồi ai thắc mắc lên đây nói chuyện. Thiên thượng, thiên hạ, duy ngã độc tôn. Thiên thượng là nói về Thượng Đế Toàn Năng. Thiên là thiên liêng, thiên là thiên nhiên, càn khôn. Thiên liêng và thiên nhiên càn khôn, đó là thiên đó. Thượng là gì? Đứng ở trên cao. Đứng uy quyền cao nhất. Mà là thiên liêng. Thiên liêng thánh thiện. Thiên liêng thượng từng các từng trời cùng càn khôn. Tức là không gì có thể so sánh được hết á. Mà có một con ngữ chữ dùng chữ là chữ Thượng Đế Toàn Năng. Thượng Đế Toàn Năng là thiên thượng. Cái nghĩa thiên thượng là vậy đó. Thiên thượng bao gồm nhiều ý nghĩa lắm. Đứng toàn năng vĩ đại nhất, đứng tác tạo cả càn khôn, đứng chịu đựng và ban cho càn khôn có sự sống, ban cho tất cả sự sống có sự sống. Ở đây nói về thiên liêng và thiên nhiên bao gồm cùng càn khôn, từ các thượng tầng quyền năng vô cùng tận. Giống chị giải thích một góc cạnh thôi về cái hai chữ thiên thượng.
thiên hạ, thiên thượng, thiên hạ. Thiên hạ nói về chúng sinh. Nói về đời sống ở quả địa cầu. Nói về cảnh giới thiên nhiên ở quả địa cầu. Nói về các từng giới sự sống, mà sự sống của các từng giới mà là không phải là thiên thượng. Bởi vì thiên hạ mà, thiên hạ khác, thiên thượng khác, thiên thượng, thiên hạ khác nhau. Tuy nhiên có liên hệ, bởi vì thiên thượng tác tạo ra thiên hạ. Vấn đề ở đây là nhân loại chúng ta đến chỗ này, có mấy đứa tụi bay biết thiên thượng là ai chưa? Ở đây là linh điển của Chúa Thánh Thần đang nói chuyện, đang dạy dỗ nhân loại. Đây là linh điển của thủy tổ loài người, Adam và Eva nói chuyện. Mượn xác, mượn vía và mượn hồn, thánh giống Di Lạc Phật Vương. Di Lạc Phật Vương, thánh giống Di Lạc Phật Vương là một trong những đứa con cưng của Thượng Đế, là một trong những đứa con cưng của Thiên Thượng, mà là một trong những đứa lì lợm nhất của Thiên Thượng, là một trong những đứa con giỏi nhất của Thượng Đế Thiên Thượng, và là một trong những đứa con mà bựa nhất trong tất cả các đứa con của Thiên Thượng. Nên là một trong những đứa con thuộc thành phần cũng khổ nhất trong cái đám con của Thiên Thượng. Đương nhiên là một những đứa con mà sống ở thiên đàng, mà sống ở quan ngục nữa, mà sống ở thế giới lừng khừng nữa, lừng khừng ở các từng giới cùng càng khôn. Bởi vì mới đóng vai Di Lạc Phật Vương chứ, đúng không? Còn thánh giống đây là tướng nhà trời, giữ an ninh trật tự cùng càng khôn, khi cần Thượng Đế ra lệnh phái đến, tức là nhận sự lệnh của Thượng Đế là đến những nơi đó để mà chỉnh đốn lại cho nó ngăn nắp lại, cho nó tràn đầy tình thương mến thật lòng, chứ không ấy là banh hết, không ấy là bung hết, không ấy là chẳng có sự sống đâu, không ấy là chả có sự sống. Sự sống mà không có tình thương thật lòng là không có sự sống, đúng không? Để nhạc tiên đàn nghe cho nó mát. Đám thằng Hồ Chí Minh, ban đảng tụi nó thánh giống ơi, ngài để nhạc tiên đàn cho tụi em, rồi ngài dùng quyền năng thiên điển của cha trời Thượng Đế Toàn Năng Giê-xu truyền nhạc tiên đàn xuống quả ngục cho tụi em tắm cho bớt nóng. Thánh giống ơi, nóng quá thánh giống. Ngài là mới lãnh tụi em ra nha, lãnh ra một tiếng đồng hồ, tụi em mừng lắm. Thánh giống ơi, nóng quá thánh giống ơi, quả ngục nóng quá, nói tới quả ngục rên xiết nóng quá. Được rồi, tao để nhạc thiên đàng cho tụi bay nha. Trong lúc tao dạy đạo, đạo giải thoát, dạy bát chánh đạo, quả ngục nóng lắm mà, tụi nó đang bị nhốt đây nè. Đám thằng Hồ Chí Minh đó, rồi Cao Mác, Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông gì này kia đồ, mấy thằng cộng sản chấp bu. Thế giới cộng sản sau khi chết tụi nó bị nhốt dưới, hầu hết là bị nhốt dưới, 100 đứa là 99 đứa bị nhốt ở dưới, ở 9 tầng quả ngục, nóng lắm, tụi nó than vãn. Để cỡ đó được rồi mày ơi, tụi bay mẹ đòi hỏi nhiều quá. Để nhạc lớn quá, tao phải nói lớn tống hơi. Đó, cỡ đó được rồi. Dùng hồng ân thiên điển của cha trời Giê-xu
chuyển nhạc xuống dưới, xuống quan ngục cho tụi bay nghe, cho tụi bay tắm tắm nhạc thiên đàng cho tụi bay bớt nóng, đúng không? Nó mừng quá kìa. Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Duy là gì? Ngã là gì? Độc là gì? Tôn là gì? Duy là duy nhất, ngã là đường, là cách sống. Độc là độc nhất, tôn là tôn trọng, quý mến cho nhau. Duy ngã độc tôn. Con đường duy nhất để được giải thoát, để được tồn tại tuyệt vời vô cùng tận cùng càn khôn, được sống đời đời kiếp kiếp, đó là phải tôn trọng cho nhau, tôn trọng tất cả chúng sinh, và trước tiên là phải tôn trọng đấng tạo hóa, là thượng đế toàn năng, là thiên thượng. Phải tôn trọng đấng tạo hóa, đấng toàn năng trên hết mọi sự. Kế nữa là tôn trọng thiên hạ chúng sinh. Đó là con đường duy nhất để được tồn tại, để được giải thoát. Ngoài ra không có con đường nào khác. Cái tụi bon chen chụp giật bốc hốt, xảo trá lọc lừa lường gạt, dâm tặc lười biếng, đạo đức giả, trụ trì ở các chùa chiền am tự nhà thờ từ cổ chí kim, bọn lãnh đạo ở các chùa chiền am tự nhà thờ thời nào cũng có, đa số chúng nó giảng giải tầm bậy tầm bạ, lường gạt bá tánh, thu tóm tài sản mồ hôi nước mắt của bá tánh, và cướp đoạt tài sản của qua địa cầu để hưởng thụ, để thỏa mãn những cái ham mê thích muốn đủ thứ, ham mê dục vọng vật chất, danh vọng, ảo quyền, và trong đó hầu hết đã chối bỏ thiên thượng là thượng đế toàn năng. Mà thượng đế toàn năng là cha chung của tất cả. Và nhân loại bao nhiêu người được biết thiên thượng là ai? Hả? Quý vị, nhân loại, bao nhiêu người chúng ta được biết thiên thượng là ai? Thiên thượng chắc chắn là không phải vị thánh này, vị thánh kia, vị thần nọ, vị Phật này, vị Phật kia, vị Phật nọ. Thế thì thiên thượng là ai? Biết chưa? Trả lời thiệt đi.
Đây là thiên thượng nè. Ngài hiện ra, ngài vẽ khuôn mặt của ngài trên mây á. Đây là thiên thượng, thượng đế đó. Đứng mà thủy tổ loài người tôn thờ, đứng mà ông bà tổ tiên mình tôn thờ, đứng mà chú em Phật Thích Ca tôn thờ. Là đây nè. Đây là thiên thượng nè. Nhân loại tụi bay, đứa nào tin không tin là quyền của tụi bay. Tụi bay không tin đó là quỷ nó bắt tụi bay, nó kéo xuống quan ngục, nó nhốt ở dưới hàng ngàn, hàng triệu năm thì ráng chịu. Nhớ nha, tao không có thời giờ đôi co với tụi bay những đứa mà ngỗ nghịch cứng đầu. Dạy dỗ hoài mà không nghe lời là tụi bay ráng chịu, quỷ nó bắt tụi bay là ráng chịu. Nhớ nha. Nè vẽ mặt ngài trên mây. Đây là thiên thượng nè. Đây là hình màu gốc. Đây là chuyển màu đậm hơn để mắt kém có thể xem chi tiết. Thấy chưa? Đây là màu gốc. Chụp sao in ra như thế. Còn đây là chuyển màu đậm hơn để ai mắt kém để xem chi tiết. Tất cả nhân loại cần được biết. Những ai có cơ hội thông báo cho người khác được biết, người đó sẽ được Thượng Đế Toàn Năng trọng thưởng. Những ai biết mà không thông báo cho người khác, đứa đó sẽ mất phần thưởng vĩ đại của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, là Thiên Thượng, là Đứng Toàn Năng ban cho. Biết mà không thông báo cho người khác là đứa đó sẽ mất những phần thưởng vĩ đại. Nhớ nha. Phật tử đọc những dòng chữ này nè. Phật Thích Ca nhắn nhủ cho Phật tử cái gì? Đừng có nghe lời mấy thằng sư trụ trì, mấy con sư trụ trì hay là nó xưng Phật giáo, sư Phật giáo, sư ông, sư bà gì hết á. Tụi nó không có tu hành cái giống đất gì hết á. Tu mà không biết thiên thượng là ai luôn mà. Tu cái gì? Thiên thượng là Thượng Đế Toàn Năng. Đứng mà Phật Thích Ca tôn thờ là thiên thượng. Chú em Phật Thích Ca đây nè, hiện ra trình diện tao ở núi Tĩnh Tâm á. Tao là Di Lạc Phật Vương. Tao sống ở thiên đàng, tao sống ở quan ngục, tao sống ở cõi lưng chừng, cùng càng khôn, cùng các từng giới. Mới có đủ bản lãnh mà dạy dỗ tụi bay, hướng dẫn tụi bay. Nhân loại tụi bay biết cái gì về thế giới thiên loại? Tụi bay biết bao nhiêu về thế giới quan ngục? Tụi bay biết cái gì về nhiều gì thế giới thiên sứ? Tụi bay biết nhiều gì về thế giới ác quỷ sơ tăng? Tụi bay biết bằng tao không? Ta học từ Thượng Đế, từ cha của chúng ta. Ngay cả kiếp này Thượng Đế hiện ra với tao, dạy dỗ tao giữa ban ngày nè. Ngay kiếp này nè, Thượng Đế ra lệnh thiên sứ hiện ra với tao, làm việc với tao. Tụi bay có nhận được những cái lệnh đặc biệt đó không? Tụi bay có đứa nào được gặp Thượng Đế giữa ban ngày chưa? Tụi bay có được Thượng Đế ra lệnh tụi bay phải làm cái này, cái mới kia, làm cái nọ theo lệnh của Thượng Đế chưa? Tụi bay có nhận lệnh của Thượng Đế là phải phân phát sấm lệnh mới nhất của Thượng Đế ban cho nhân loại trước khi tận thế? Có chưa? Tao nhận lệnh của Thượng Đế. Thượng Đế là cha của tụi bay á, cũng là cha của tao. Ngài hiện ra, ngài bảo tao, thông báo cho tụi bay biết.
những gì sắp xảy ra, cũng như thông báo cho tụi bay biết Thượng Đế là ai, Đấng Toàn Năng là ai. Vì thế Phật tử từ đây tới nha, đứa nào ngu mà nghe lời mấy thằng sư ông sư bà khắp nơi quả địa cầu dạy dỗ là tụi bay mẹ bị quỷ nó bắt, tụi bay nó kéo xuống quan ngục thì ráng chịu. Cái đám mà nói là Phật pháp Phật tử này kia rồi trụ trì các chùa chiền Nam tự hay là những cái đám cái bang gì nói gì Phật giáo rồi các cái mà không nghe lời Di Lặc Phật Vương dạy bảo chấp hành đàng hoàng thì những đứa đó đang làm việc cho quỷ dâm tặc, quỷ tham lam, quỷ lười biếng, quỷ xạo xạo lường gạt ba tánh. Hiện nay lãnh đạo tất cả các chùa chiền am tự nhà thờ khắp nơi trên quả địa cầu đang điều hành bởi bọn quỷ lười biếng, quỷ hóng hách, quỷ dâm tặc, quỷ tham lam, quỷ háo danh. Toàn thời gian hoặc là bán thời gian. Mấy em tu hành mà dưới quyền tụi nó, các em coi chừng. Đừng có để chúng nó lường gạt các em nữa, nghe chưa? Thượng Đế tác tạo ra chúng ta mỗi người có một thế giới riêng, cần phải được tôn trọng. Và chúng ta những ai còn khỏe mạnh là phải lao động, phải làm việc để nuôi thân mình, đóng góp cho xã hội hài hòa. Học đạo của cha trời Thượng Đế Toàn Năng dạy bảo từ thời gian đến thời gian, và đặc biệt vào thời cuối trước khi tận thế, Thượng Đế Toàn Năng đã ban cho sấm định mới. Thượng Đế Toàn Năng đã ban cho một vị đạo trưởng đại diện Thượng Đế Toàn Năng để hướng dẫn các em nhân loại. Các em cần phải để ý, theo dõi, để so đo cái gì đúng, cái gì sai. Chứ đừng có mẹ âm ngu quá ngu, thấy cái nhà thờ lớn, thấy cái chùa lớn, thấy cái đình lớn này kêu cái rồi mà vô đó mẹ cấm đầu cổ nghe mấy cái thằng lãnh đạo ở những nơi đó nó hướng dẫn, mà trong cái đó tụi nó chưa chấp hành một cách kêu bằng đến nơi đến chốn. Từ thời gian đến thời gian tụi nó không có ước ao được học những bài học mới của Thượng Đế ban cho. Trong khi đó là những bài học cũ chúng nó mà chưa chu toàn được cái giống đách gì nên thân hết á. Thế thì làm sao mà chúng nó có thể san sẻ cho mấy em những kinh nghiệm về Thượng Đế Toàn Năng dạy bảo, mà chính chúng nó cũng chưa có đứa nào được Thượng Đế Toàn Năng hiện ra giữa ban ngày dạy dỗ. Chính chúng nó cũng chưa có đứa nào được Thượng Đế Toàn Năng hiện ra ra lệnh nhận sấm lệnh mới của Thượng Đế để hướng dẫn nhân loại trước khi tận thế. Bởi vì các em tu ở các chùa chiền am tự nhà thờ khắp nơi trên quả địa cầu này nè, phải cẩn trọng đối với những thằng những con đang đóng những cái vai lãnh đạo các chùa chiền nhà thờ am tự khắp nơi trên quả địa cầu, nhớ chưa? Có người hỏi đây nè, câu hỏi là Di Lặc Phật Vương nghĩ như thế nào? Có nhà sư Việt Nam ở miền Nam, sinh năm 1946,
Có một số báo chí cho rằng nhà sư này rất là uy tín, uy tín với thế giới bên ngoài về đạo pháp, và ngỏ ý mua vé máy bay tài trợ cho sư Minh Tuệ đi qua Ấn Độ học đạo, và cũng như qua Tây Tạng học đạo. Đây là âm mưu của bọn Sa Tăng Cộng sản, và âm mưu của bọn Việt Giang, và âm mưu của bọn Tàu Cộng đánh quả mù những cái cú chót trước khi mà chúng nó giải tán. Chúng nó còn ham muốn, còn tiếc rẻ, còn muốn níu kéo những cái gì mà đang sụp đổ từ từ. Bởi vì chúng nó đã xây nhà trên cát từ mấy cái thằng lãnh đạo các tôn giáo khắp nơi ngoài địa cầu. Hiện nay chúng nó xây nhà trên cát, và tất cả những thằng, những con lãnh đạo của mỗi quốc gia hiện nay trên ngoài địa cầu, chúng nó xây nhà trên cát. Các chế độ tư tưởng có giống đất gì của tụi bay á, tụi bay đang xây nhà trên cát. Xây chế độ băng đảng của tụi bay xây trên cát. Và bão tố đang đến, sóng vỗ ba đào đang đến để chỉnh quả địa cầu lại, bởi vì nhân loại đã phá hoại quả địa cầu quá là khủng khiếp. Thượng đế đang chỉnh quả địa cầu lại cho toàn hảo để chuẩn bị cho thiên đàng tại thế. Vì thế tất cả những căn nhà xây trên cát, những nền tảng, những chế độ, những tư tưởng gian tham nhân loại đã và đang dàn dựng sẽ sụp đổ. Nghe rõ chưa? Tụi em, bọn thế lực ngầm nhớ dịch cho sát nghĩa nha. Tao không thì giờ làm tiếng Anh, bởi vì tụi bay, hầu hết tụi bay là kỳ thị chủng tộc. Tao quê rồi, quê sệ rồi, tao không làm chương trình tiếng Anh. Tao xin phép Thượng Đế cho tao không làm chương trình tiếng Anh bây giờ. Thượng Đế bằng lòng. Tao mệt mỏi lắm rồi. Còn em Minh Tệ này, cháu Minh Tệ này, mày mà không nghe lời tao dạy bảo, tao là Di Lạc Phật Vương. Mày đang đi tìm Di Lạc Phật Vương dạy đạo, dạy mày. Mày biết điều đó mà mày không nghe lời tao dạy bảo. Mày để cho mấy cái thằng mẹ Việt Giang nó dàn dựng, nó kéo mày chỗ này, nó kéo chỗ kia, nó dàn dựng để nó dùng mày để mà nó moi tiền chỗ này, nó moi tiền chỗ kia. Mày ngu thì mày ráng chịu, quỷ nó bắt mày ráng chịu. Em Minh Tệ, cháu Minh Tệ, có nghe rõ không? Ủa thằng siêu già nào sinh năm 1946 đâu, thằng nào vậy? Tên gì tao quên mẹ rồi, tên gì? Mày tu cái gì, mày già đầu mày tu cái gì, mày không biết thiên thượng là ai? Mày không biết Di Lạc Phật Vương là ai? Di Lạc Phật Vương đã giáng lâm ở miền Nam Việt Nam. Và Thượng Đế còn đang đưa ra hải ngoại để học đời học đạo, để cập nhật hóa tình hình thế giới. Để đến năm 2012 nhận lãnh tước vị Di Lạc Phật Vương, đó là đạo trưởng thế giới mà Thượng Đế, mà cha trời Thượng Đế Tổng Năng ra lệnh bảo tao phải nhận lãnh để hướng dẫn nhân loại trước khi tận thế, hướng dẫn tất cả các nhà lãnh đạo trên thế giới. Đứa nào không nghe tao dạy bảo, quỷ nó sẽ bắt, nó kéo xuống qua ngục thế chỗ cho chúng nó. Tao là Di Lạc Phật Vương. Tụi bay nói mày tu Phật Pháp mà tụi bay không chưa biết tao là ai thì cần được biết tao là ai để học hỏi. Tất cả những nhà sư, nhà siết giữa cái khắp nơi qua địa cầu, ngay cả Phật Thích Ca mà còn phải trình diện tao nữa. Tụi bay là ai? Phật Thích Ca nè, lãnh đạo của mỗi quốc gia, lãnh đạo của mỗi tôn giáo, tụi bay phải nghe lời tao dạy bảo. Tụi bay không nghe lời tao dạy bảo, quỷ nó sẽ bắt tụi bay, nó kéo xuống quan ngục, nó nhốt ở quan ngục để rèn luyện hồn vía và xác vía lại. Tao nói
Tao nói tiếng Việt rất rõ, tụi bay có thể dịch lại nhiều thứ tiếng. Quả ngục thì nóng kinh hoàng khốc liệt, đốt tụi bay để rèn luyện hồn vía xác tụi bay lại. Nếu mà tụi bay không nghe lời tao dạy bảo, quỷ nó được sự vô lĩnh để bắt tụi bay. Nếu mà tụi bay không nghe lời tao dạy bảo, quỷ nó sẽ bắt tụi bay, nó nhốt tụi bay ở dưới, nó đốt tụi bay, rồi mặt mày hồn vía xác vía tụi bay biến thành mặt quỷ xấu quắc gì vậy nè. Mở ngục thì nóng nhiều ngàn độ, nóng nhiều chục ngàn độ, kinh hoàng khốc liệt, ghê rợn, rên xiết khủng khiếp ở dưới. Lửa mở ngục nóng hơn lửa thường gấp nhiều ngàn lần. Đây là lửa thường nè, thấy lửa thường không? Còn đây là lửa mở ngục nè, lửa thường nè, nóng quá. Lửa thường nè, nóng quá. Lửa mở ngục nóng gấp nhiều ngàn lần lửa thường. Tụi bay chịu nổi không? Tụi bay là những cái thằng, những cái con đê hèn lười biếng hả, và rất là hèn mạt, đốn mạt, nhút nhát, sợ chết. Đi đâu cũng phải có người bảo vệ, bảo vệ, sợ bị bắn, bị đọt, bị đâm, bị lụi, bị chặt đầu. Tại vì tụi bay tham lam, tụi bay hung dữ ác độc, tụi bay xảo trá lọc lừa. Đó là lý do tại sao tụi bay sợ sệt, đúng không? Nhưng mà tao nhắc nhở cho tụi bay biết nè, những cái mà tụi bay sợ đó là quá khủng khiếp đối với tụi bay, đúng không? Nhưng mà đó là về thế giới nhân loại. Những cái sợ đó sòn thôi. Những cái sợ này nè mới là khủng khiếp. Tụi bay nghĩ là tụi bay chết rồi hết rồi, không có đâu. Tụi bay không nghe lời tao dạy bảo á, tụi bay lúc chết á, tụi bay sẽ bị nhốt đây nè, hồn vía và xác vía. Ở đây mới là kinh hoàng nè. Lửa nóng nhiều ngàn độ, thiêu đốt hàng ngàn hàng triệu năm, rên xiết khủng khiếp, khốc liệt, đau khổ, đớn đau. Cái chết mà đau đớn nhất trong tất cả các cái chết đó là chết cháy. Mà lửa quá ngục quá, nóng gấp nhiều ngàn lần lửa thường. Sống du ngoạn cùng càng khôn như bài nhạc này, tụi bay không ước ao được sống. Tụi bay lại ước ao sống ở quả ngục. Lửa nóng nhiều ngàn độ thiêu đốt, ghê rợn. Tụi bay ngu gì vừa thôi. Tụi bay ngu quá. Chùi con tay coi, lửa thường á, nóng ghê không, huống chi mà lửa quả ngục. Để nhạc thiên đàng ở dưới quả ngục, cái đám băng đảng Hồ Chí Minh nó mừng quá, nó thấy giống người đã quá, thấy giống tụi em bớt nóng phần nào. Ngài để đến nhạc rất lớn cho tụi em tắm rửa cho bớt nóng, thấy giống ơi. Thôi tao dặn vậy đủ rồi, tụi bay đòi hỏi quá. Mẹ nhạc lớn cho tao phải nói chuyện lớn, tốn hơi.
Có người hỏi Thánh Gióng làm ơn để cái hình anh hùng chiến sĩ linh thiêng, trong đó có cái nét cha trời Giêsu trên thập tự giá. Được rồi, chú Gióng để cho thôi. Hồi đó giống lãnh băng đảng thằng Hồ Chí Minh từ quả ngục về đây nè. Cho coi coi tụi nó nói cái gì. Lãnh chúng nó từ đây nè, từ quả ngục á. Chính từng quả ngục về. Từ đây nè. Nhìn thêm mất rồi, trong cái chồng này nè. Mới thấy đây mà nó mất rồi. Ủa, mới đây mà nó mất rồi. Tại sao lại đây? Cái hình này quan trọng lắm, đặc biệt lắm. Đây là một trong 14 phép lạ phước lành quan trọng nè. Rồi mà coi nè, đây là hình màu gốc và hình trắng đen. Hình màu gốc và hình trắng đen. Đây là hình màu gốc nè. Chú ông chỉ cho coi nè. Đây là những chiếc nón, đủ thứ loại nón hết á. Còn đây là mắt, mũi, miệng. Còn đây là cổ áo. Còn đây là cái gò má nè. Nhưng mà mày trận mạc đó, bom đạn này kia cái rồi bị thương, mũi bị gãy quẹo, cắt đứt quẹo qua bên. Môi trên môi dưới thì bị thương mà, nó dập môi, nó sưng môi, tát môi. Da mặt thì bị thương rồi, da thịt gì nó chảy ra luôn.
chết rồi, bây giờ sống lại. Đây là đại diện của tất cả chiến sĩ trận vong khắp nơi trên quả địa cầu, tức là chiến sĩ khác chiến tuyến. Nghe ra nó rõ không? Chiến sĩ khắp nơi trên quả địa cầu, từ cổ chí kim. Hiện ra hình ảnh này theo lệnh của Thượng Đế, linh thiêng vô cùng. Vì thế bất cứ đứa nào mà khinh thường hội đồng lãnh đạo của Việt Nam và nhân loại, đứa đó sẽ bị quý ngài xử. Quý ngài di chuyển nhanh hơn tốc độ ánh sáng, bay ra bay vô chỗ chúng ta cư ngụ khi cần. Nhớ nhé, nhân loại nhớ nhé. Chú giống không có can ngăn được nữa nhé. Rồi nhìn kỹ hình này đó, có cái nét chiến sĩ đặc biệt nhất, quan trọng nhất, vĩ đại nhất trong hình này nữa. Đó là chiến sĩ Thượng Đế toàn năng. Đó là cái nét Chúa Giêsu trên thập tự giá, cái đầu gục xuống, hai tay mình đóng đinh giăng tay ra, cái người thì trì xuống, thấy không? Chân dưới này nè, hai trì xuống mà, cái người trì xuống, rồi hai cái chân mà dồn lên, bởi vì cái người trì xuống đó, hai đầu gối dồn lên, cái đầu thì gục xuống, hai tay thì giăng tay ra, bị đóng đinh đó. Đó là chiến sĩ vĩ đại nhất. Đó là Cha Trời Thượng Đế toàn năng Giêsu đã hy sinh cho nhân loại được sống. Đây là hình mẫu gốc nè. Thánh Gióng chụp trong lúc hướng dẫn đồng bào cầu nguyện tại tượng đài chiến sĩ trận vong ở tại thành phố Westminster, California 92683. Và chuyển qua màu trắng đen để thấy cái nét rõ hơn. Trắng đen. Còn đây có ghi chi tiết luôn nè. Tụi bay có bọn cộng sản chết bầm tụi bay. Tụi bay mà không nghe lời tao dạy bảo, trao trả quyền lãnh đạo đất nước do chính tao lãnh đạo làm việc cùng đồng bào, thì tụi bay sẽ bị xử hết. Không có đứa nào chạy thoát. Ngay cả cái bọn thế lực ngầm, bọn cường quốc cũng vậy. Bọn lãnh đạo tôn giáo cũng thế. Bọn đầu cơ tích trữ, ném đá dấu tay hung dữ ác độc cũng thế. Tụi bay không nghe lời tao dạy bảo, tụi bay sẽ bị xử hết. Không có nào chạy thoát hết á. Đây là đại diện của tất cả anh hùng chiến sĩ trận vong linh thiêng khắp nơi trên quả địa cầu đang đồng hành với tao để làm việc, hướng dẫn nhân loại, cảnh cáo nhân loại khẩn cấp trước khi tận thế. Và quý ngài có quyền năng của Thượng Đế ban cho, sẵn sàng xử đứa nào kiêu ngạo hóng hách, không nghe lời Thánh Gióng Di Lạc Phật Vương dạy bảo, chấp hành sấm lệnh mới nhất của Cha Trời Thượng Đế toàn năng Giêsu ban cho, thì những đứa đó sẽ bị xử. Anh hùng chiến sĩ linh thiêng đến tận nơi những đứa đó cư ngụ và xử tụi nó, xử những đứa đó, cũng như ác quỷ Sa Tăng được nhận sự vụ lệnh đến tận nơi những cái đó cư ngụ để xử những đứa đó, lôi hồn những đứa đó ra khỏi xác, tức là chết á, và hồn vía xác vía bị kéo xuống quả ngục, thế chỗ cho chúng nó ở quả ngục á. Ở đó mà bị đặt không hết, xảo trá lọc lừa. Quả ngục nóng lắm. Bọn thế lực ngầm nó theo dõi chương trình, nó sợ té đá trong quân. Mà sắp tới là trong tương lai, sắp tới là sáng bên rồi. Đứa nào không nghe lời là bị xử hết. Bị nhốt là quá ngục. Rồi. Thánh Gióng cho coi lại cái hình mẫu gốc Cha Trời Thượng Đế toàn năng Giêsu vẽ khuôn mặt của ngài trên mây. Ok, đây là hình mẫu gốc nè.
Cha trời Giêsu nghe vẽ khuôn mặt của Ngài trên mây. Còn đây là hình đậm hơn, để ai mắt kém có thể xem chi tiết. Tất cả nhân loại cần có hình ảnh này để cầu nguyện với Ngài. Chứ mấy quỷ nó bắt tụi bay, nghe rõ chưa? Tụi bay mày dịch ra nhiều thứ tiếng cho sát nghĩa, nghe không? Chú giống không có thời giờ làm tiếng Anh đâu. Hình màu gốc, hình đậm hơn, có phước lành đi chung để bảo vệ chúng ta mọi nơi mọi lúc, đối với những ai ước ao được giải thoát, đối với những ai thật tâm ăn năn sám hối thì mới được cứu. Bằng ngược lại, không có đứa nào được cứu, tức là những đứa không thật sự ăn năn sám hối đó. Nghe lời Thánh Gióng Di Lặc Phật Vương đại diện Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng Giêsu dạy đạo, đạo giải thoát. Tụi bay nhân loại mà không nghe lời ta hướng dẫn là quỷ nó sẽ bắt tụi bay. Quỷ nó đã... À, ta nói đi lời nhiều lần rồi. Trùm mặt quỷ Satan nó đã trình diện tao ở núi Tĩnh Tâm. Và nó cho biết Thượng Đế Toàn Năng là Cha Trời Giêsu ra lệnh chúng nó trình diện tao ở núi Tĩnh Tâm. Và chúng nó xin tao phân công tác cho chúng nó làm việc lập công chuộc tội. Và tao đã can ngăn chúng nó từ năm 2021 khi chúng nó hiện ra trình diện tao ở núi Tĩnh Tâm đó. Nhưng bây giờ tao không thể can ngăn được nữa. Và từ lúc nó trình diện tao năm 2021, nó nói rõ ràng là đứa nào không nghe lời tao dạy bảo, học và chấp hành sấm lệnh mới nhất của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng Giêsu ban cho, thì chúng nó, bọn trùm ác quỷ Satan, được quyền kéo linh hồn những đứa đó ra khỏi xác và kéo xác vía những đứa đó xuống quả ngục, hồn vía bị nhốt ở quả ngục hàng ngàn hàng triệu năm, thế chỗ cho chúng nó, tức là chết á. Chưa hết, nó kéo hồn ra khỏi xác là chết đúng không? Mà tưởng là chết là hết, không có. Nó kéo hồn vía xác xuống quả ngục nhốt ở dưới, làm gì có chuyện mà chết rồi hết, không có. Con người chúng ta có linh hồn và có vía xác. Và đây là 14 phép lạ phước lành nhân loại cần học, cần biết để mà dễ quyết định sám hối khẩn cấp trước khi tận thế. Đây là màu gốc 14 phép lạ phước lành. Phép lạ phước lành này quan trọng nhất nè, khuôn mặt Thượng Đế Toàn Năng Chúa Giêsu. Hình đậm hơn, thấy cái vòng cầu ngũ sắc bao xung quanh mặt trời không? Vì thế cái hình này đó lớn lắm, bề ngang hàng trăm cây số, bề dài hàng trăm cây số. Thượng Đế vẽ khuôn mặt của Ngài trên mây đó. Nhớ chưa? 14 phép lạ phước lành nhân loại cần được biết. Tụi bay cái bọn lãnh đạo tôn giáo mà tụi bay không học hỏi về 14 phép lạ phước lành, cũng như học hỏi về sấm lệnh mới của Thượng Đế, thì tụi bay vẫn còn đang bị quỷ Satan đó bắt tụi bay làm nô lệ cho chúng nó. Tao chỉ vô hồn vía xác tụi bay, cái bọn lãnh đạo tôn giáo khắp nơi đường qua địa cầu. Thượng Đế ra lệnh bảo tao nhắc nhở chúng bay. Có thể lần này là lần sau cùng. Tao hy vọng như vậy, bởi vì tao mệt mỏi lắm rồi. Tao cũng thì giờ nhai đi nhai lại, nói đi nói lại hàng trăm ngàn lần rồi, trên 40.000 chương trình.
Rõ ràng chưa? Và Thượng Đế cho biết tất cả nhân loại chúng ta trước mặt Ngài, chúng ta tội lỗi ngập đầu nhiều đời nhiều kiếp. Ngài ngồi đây nè, Ngài đang chỉ huy tất cả các quyền thần thánh thần đang chỉnh lại các tầng trời, cũng như Ngài đang ra lệnh cho tất cả quyền thần thánh thần đang chỉnh đốn quả đi cầu lại để chuẩn bị cho thiên đàng tại thế. Khi mà Ngài trở lại quả đi cầu kỳ này, thấy Ngài đang ngồi đây không? Còn đây xung quanh là quyền thần thánh thần ở cõi siêu nhiên đang làm việc. Nhân loại các em thuộc thành phần mà ham mê thích muốn hưởng thụ đủ thứ, tụi em nhìn vô tụi em đâu biết cái giống đất gì đâu. Bây giờ bây đang mờ mờ ảo ảo, đang ham hưởng thụ mà. Tụi bây đâu đếm xỉa gì đâu, đúng không? Thức tỉnh đi các em các cháu ơi. Thời giờ nhân loại, thế giới nhân loại không còn nhiều đâu. Không còn nhiều thời giờ nữa. Tận thế thế giới nhân loại đang đến sát một bên rồi. Nhớ nha, tất cả nhân loại có mắc bệnh tham lam. Bệnh tham lam là bệnh cộng sản đó nha. Tại sao không phải là trừ mà là cộng? Hả? Cộng sản mà. Hả? Và Thượng Đế Toàn Năng bảo chú giống Di Lạc Phật Vương chuẩn bệnh tụi em và trị bệnh cho tụi em trước khi tận thế. Vì thế tụi em nhân loại đứa nào mà nghe lời tao hướng dẫn đi, tụi bay sẽ được nhiều lợi lắm. Được tha tội, được thương cứu, được bảo vệ, được giải thoát, được hưởng thiên đàng tại thế, sống hàng ngàn năm khỏe mạnh tuyệt vời, bình an, thân thể hồn vía xác vía được tái tạo lại thanh sạch, tươi trẻ, nhẹ nhàng, đẹp đẽ, không có bệnh tật, không có lo sợ, không bị hiếp đáp, không bị đói khát, không sợ bị lạnh lẽo, không sợ bị nóng quá. Thiên đàng tại thế mà sắp tới. Bây giờ Thượng Đế chuẩn bị ráo riết. Mấy năm trở lại đây Ngài làm việc nắng lại quả địa cầu, mà sắp sửa âm đung kinh hoàng hơn nữa nhiều, để chuẩn bị cho thiên đàng tại thế. Rồi những đứa nào mà được sống thiên đàng tại thế sắp tới đây sẽ được về thiên đàng tuyệt vời vô cùng tận, ở trên cõi thiên đàng nữa kia. Nhưng mà trước đó là phải có sự sàng lọc, chỉnh đốn quả địa cầu lại. Sắp tới đây sẽ có biến thiên mạnh mẽ hơn nữa. Hôm qua ở bên Cali nè, ở Mỹ nè, động đất 2 lần. Ở Mỹ là từ đầu năm đến bây giờ, lúc nào cũng có nhiều chục triệu người bị ảnh hưởng. Khí hậu, bão tố, lung tung sao vàng hết. Đó là nói riêng về nước Mỹ đó. Đó là chưa kể khắp nơi qua đây cầu đủ thứ biến thiên, khí hậu chuyển đổi, ngập lụt này kia, cái bão tố rồi cái cháy này kia rồi cái lung tung sao bàn hết. Mà cái cường độ càng ngày càng nặng. Mới đây cái đám mà khoa học tụi nó nhận diện được, nó thấy cái lỗ đen mà ở càng khôn càng ngày nó mở càng rộng càng lớn ra nữa. Chết bà tổ rồi, kỳ này lơ mơ là nó nuốt nhiều hồn vía đâu, nhốt qua quả ngục á, mà quả ngục á, những cái chỗ mà những ngôi sao lỗ đen đó hả, nó nóng cả 100.000 độ chứ không phải chỉ có kêu bằng vài trăm độ như lửa thường, không phải là nóng 5.000 độ lửa mặt trời. Nhiều quả ngục, nhiều ngôi sao nó nóng 50-70 ngàn độ. Còn đây mới nóng có mấy trăm độ, nóng đưa tay vô chịu không nổi rồi. Ư, nóng quá.
Lửa quả ngục nhiều chỗ nóng 50-70 ngàn độ, nhiều trăm ngàn độ. Bây giờ là tụi khoa học nó mới nhận diện, nó thấy một cái lỗ đen lúc đó xa nó nhỏ nhỏ, bây giờ nó bự chà bá ra, nó sẽ sắp sửa nuốt nhiều tầng giới đó. Rồi mới nhốt hồn vía vô quả ngục. Quả ngục ở dưới lòng đất nó còn nóng cỡ nào, mà quả ngục ở mặt trời nóng kinh hoàng, nóng 5 ngàn độ. Quả ngục ở những cái vì sao nóng 50-70 ngàn độ, sao chịu nổi. Rèn luyện hồn vía xác vía lợi vì cái tội tham lam, cái tội mà khinh thường Thượng Đế, cái tội mà bon chen chụp giật bốc hốt, lười biếng, mẹ lười biếng mà còn dặn dựng chuyện để lường gạt bá tánh nữa. Cũng giống như mấy đứa nào nó dịch cái bài học Thiên Thượng Thiên Hạ Duyên Ngã Độc Tôn, nó dịch tầm bậy tầm bạ hết, lường gạt bá tánh. Rồi bây giờ mấy em ở ngoài, em gọi vào đi. Mấy em có những cái ý tưởng dịch về cái bài học Thiên Thượng Thiên Hạ Duy Ngã Độc Tôn như thế nào? Quý em dịch từng chữ đi. Mời các em gọi vào. Hay là đánh vào. Gọi vào. Để chú giống relax. Nghỉ ngơi một chút rồi chú giống mới lãnh mấy cái thằng trời đánh thánh đâm này từ quả ngục về. Tụi nó đang ráo riết nhộn nhịp ở dưới quả ngục á, nó chờ thánh giống Di Lặc và Vương lãnh chúng nó về. Ra khỏi quả ngục được 1 tiếng đồng hồ bớt nóng, tụi nó mừng lắm. Băng đảng thằng Hồ Chí Minh, còn băng đảng mà thế lực ngầm tự do quá trớn, tụi nó bị nhốt chung với nhau với tụi Việt Cộng ở dưới, tụi Tàu Cộng, tụi Nga Cộng cũng bị nhốt chung nhau ở dưới chính đường quả ngục á. Rồi cái tụi lãnh đạo trên thế giới, mẹ mấy đứa nào ác độc nhất cái này kia, hay là mấy đứa nào mà con người mà ác độc nhất cũng bị nhốt từng thứ chín hết, nóng nhất á, quả ngục mà kêu bằng ở cái tầng giới mà quả địa cầu. Còn quả ngục mà ở mặt trời còn nóng kinh hoàng nữa, quả ngục ở các vì sao nóng kinh hoàng nữa. Nói quả ngục ở dưới lòng đất của quả địa cầu á, mẹ còn thấy là quá sợ. Mấy cái núi lửa ở dưới là quả ngục ở dưới á, lâu lâu mà thấy núi lửa phun lên, khói phun lên, thấy mặt quỷ này kia đồ nó hiện ra đó. Nó đó, được thả ra khỏi quả ngục. Lãnh đạo Tàu Cộng, Nga Cộng, Việt Cộng, lãnh đạo thế giới tự do quá trớn, tự do mà tự do quá trớn tức là nó là siêu cộng sản. Tự do làm việc đàng hoàng là khác rồi nha, mà tự do quá trớn là thuộc thành phần siêu cộng sản, tham lam đó. Tụi nó ở xứ tự do nhưng mà nó nấp trong lùm trong bụi, thấy không? Nó xưng nó là tự do nhưng mà nó là tham lam, mà tham lam là cộng sản. Mà trên thế giới này đứa nào tham lam là đứa đó bị lây bệnh cộng sản, bị mắc bệnh cộng sản. Cộng sản là tài sản, bao nhiêu cũng đủ. Ở bây giờ các em đứa nào đâu, có đứa nào lên đây dịch coi. Dịch coi Thiên Thượng Thiên Hạ Duy Ngã Độc Tôn là cái gì. Tụi bay mẹ dịch tầm bậy tầm bạ, tụi bay đưa lên Facebook Di Lặc Phật Vương, lên tụi bay đưa lên Facebook Vương Đạo Đại Việt, Vua Việt Nam Đạo Trưởng Thế Giới. Tụi bay ngon lắm mà sao không lên đây nè nói chuyện đi. Đứa nào bài vở đứa nào viết ra rồi mướn mấy đứa mà trẻ đọc để ru ngủ, để lường gạt bá tánh nữa. Tao lột mặt nạ tụi bay ra, bổn phận và trách nhiệm của tao để cứu tụi bay. Mà tụi bay không nghe lời tao dạy bảo thì quỷ nó bắt tụi bay ráng chịu. Đứa nào dịch soạn mấy cái bài đó nói chuyện tao, thắc mắc gì lên đây. Lãnh đạo các tôn giáo tụi bay lên đây, hay là con chiên hay là Phật tử hay là cái gì tụi bay á, thắc mắc gì lên đây. Đừng có mày đặt viết bài tầm bậy tầm bạ rồi đưa lên Facebook của tao. Facebook của tao là Facebook của Thượng Đế toàn năng ban cho, để hướng dẫn nhân loại, dạy dỗ nhân loại, dạy đạo giải thoát trước khi tận thế. Thành ra đừng có đưa những cái bài mà ngu xuẩn xảo trá lọc lừa lên nữa. Mẹ tao mà không căng ngăn là quỷ nó bắt tụi bay rồi.
bày đặt đưa lên cái lên trang Facebook tầm bậy tầm bạ là không được. Dịch tầm bậy tầm bạ đưa lên ru ngủ người ta, ru ngủ mẹ ba tánh nhân loại, cái đó không được. Mà đứa nào mà vô đây mà bày đặt mà phê bình tầm bậy tầm bạ là quỷ nó sẽ bắt tụi bay, nó kéo xuống quan ngục thì ráng chịu. Nó kéo xuống quan ngục á. Trong đây có một cái đứa lấy cái tên là The Jet Man gì các cái nè. Bây giờ tao đuổi mày ra khỏi nè. Là một hình phạt rồi đó. Rồi nhớ nè, ra ngoài cầu nguyện liền. Ôm hình Chúa Giêsu, ôm hình anh hùng chiến sĩ Linh Thiêng cầu nguyện chứ mấy là mày sẽ bị phạt. Gặp đại nạn qua không khỏi. Trong cuộc đời chúng ta có những lúc chúng ta gặp đại nạn để mà chúng ta kêu bằng khiếp sợ, nghe không? Để mà chúng ta than van với Thượng Đế, nghe chưa? Thì cái thằng này, mấy đứa này, không biết thằng này hay con, tao không cần biết. Tao nói chuyện với linh hồn của các em, của cháu. Vô đây mà đặt hỗn sược nè, vô đây phê bình đầm bậy đầm bạ nè. Nó nói là anh giống chiếm gió, chém gió, khiếp thiệt rồi các cái. Bây giờ tao phạt mày nè, tại tao thương mày, nghe không? Tao thương mày, tao còn cho mày đường sống. Nhớ ôm hình Chúa Giêsu và anh hùng chiến sĩ Linh Thiêng cầu nguyện khẩn cấp, nghe không? Chứ mấy là quỷ nó sẽ bắt tụi bay, nó bắt tụi bay, nó bắt mày á, nghe chưa? Nó bắt mày á, hoặc là anh hùng chiến sĩ Linh Thiêng xô mày té dập mặt, mày băng bột gãy chân gãy tay, mà 9 tháng thì đáng chịu. Bây giờ tao thương mày, tao đuổi mày ra trước nè, sám hối gấp chứ không có chuyện mình vô đây mà là hỗn sược, nói cái bằng phê bình làm bậy làm bạ là không được, ok? Rồi bắt đầu thấy là đó, khó thở rồi đó. Tao đuổi ra một cái là thấy người khó thở liền. Mày nhớ mà ôm hình Chúa Giêsu cầu nguyện, nghe không? Và nhớ van xin anh hùng chiến sĩ Linh Thiêng tha tội và hứa phải thật sự sám hối chứ không phải là chết. Thân bại danh liệt. Chương trình này không phải là chương trình để mà phê bình tầm bậy tầm bạ. Tụi bay có ngon tụi bay lên đây nè, lên đây nói chuyện đưa bản mặt ra. Đừng có dùng những cái nick giả, tên giả mà tao nói chuyện với linh hồn của tụi bay, nghe chưa? Những cái đứa mà lên đây mà mày đặt mày phê bình tầm bậy tầm bạ đây nè, bây giờ tao đuổi ra rồi đó. Ok, bây giờ có ai không? Có ai lên giải thích cái thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, giải thích từng chữ coi. Giải thích từng chữ. Đây là có mấy cái đứa mà nó nhận tiền hay không của mấy cái đứa mà kêu bằng lường gạt bá tánh đó, nó giảng giải về bát chánh đạo như thế này. Chúng ta sẽ tiếp theo cái phần này. Tám chữ bát chánh đạo mà nó giảng giải tầm bậy tầm bạ để lường gạt bá tánh, tiếp tục lường gạt bá tánh. Nó nói là thứ nhất là chánh kiến, thứ nhì là chánh tư duy,
thứ ba là chánh ngữ, thứ tư là chánh nghiệp, thứ năm là chánh mạng, thứ sáu là chánh tinh tấn, thứ bảy là chánh niệm, thứ tám là chánh định. Định hả? Nó dịch tầm 7 tầm 3 để lường gạt ba tánh. Rồi từ 8 cái chánh tầm 7 tầm 3 này mà nó dịch tầm 7 tầm 3 này, rồi nó đẻ ra đủ thứ hết. Tiếp tục lường gạt ba tánh để cho ba tánh bị khủng hoảng. Rồi tưởng là tụi nó là những cái đứa dạy đạo đàng hoàng, rồi tới cái tìm hỏi hoài, mà càng hỏi thì nó hướng dẫn tầm 7 tầm 3 để nó lường gạt. Nó chiếm đoạt, nó dụ dỗ, nó hãm hiếp, nó lường gạt tiền của người dân. Bát chánh đạo mà nó dịch là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định gì các cái. Bát chánh đạo là gì? Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, tám chữ đó mà nó dịch làm sao mà chánh tầm bậy tầm bạ. Nó dịch sai hết. Nó đưa lên Facebook. Facebook mà chú giống giải đạo giải thoát để mà nó làm cho. Hiểu không? Nó lường gạt ba tánh. Bây giờ lên đây nói chuyện đi. Đứa nào? Tụi bay đứa nào mà viết những cái bài này nè. Mà mướn hai đứa cháu này. Nó đọc lên đi. Hả? Mà chú giống nói cho tụi bay biết nha, tụi bay mà cái núp đứa, mà những đứa mà núp trong lùm trong bụi đó, không lười biếng, không dâm tặc hưởng thụ nha, hút sách đó nha, nhậu nhẹt đó nha, hả? Tụi bay mẹ viết những cái bài này chứ ai. Bác chánh đạo mà nó thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, chú giống đã giảng giải Di Lạc Phật Vương đây nè, giảng giải tường tận mấy bao nhiêu năm rồi. Rồi tụi này nó vẫn tiếp tục mà nó cố chấp kiêu ngạo. Bát chánh đạo mà nó nói tám chữ, mà nó nói là tám chữ đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Là cái gì? Hả? Chánh định cơ bằng để cho tụi bay lường gạt đó hả? Xây vòng vòng đó hả? Đá nhân loại mẹ té lăn cù, đá lên té lên té xuống đó hả? Cũng giống như mấy cái chùa mà gần bao nhiêu năm nay nó lường gạt bá tánh đó hả? Bây giờ đổ bể ra rồi, bể mặt hết rồi đó hả? Bây giờ tụi bay đang tìm cách lấy uy tín lại, lấy uy tín cái gì nữa? Còn mày đặt dàn dựng đưa thằng em Minh Tệ qua bên Ấn Độ, qua bên kêu bằng ở bên cái gì Ấn Độ với cái gì xứ mà của thằng thằng Đạt Lai Lạt Ma là cái gì Tây Tạng, mày nói là để đi học đạo Phật chánh gốc để về đấy mà để mà hù dọa lương gạt đồng bào Việt Nam nữa mày, cái quân khốn kiếp. Em Minh Tệ em có khôn rồi em đừng có nghe lời mấy cái thằng khốn nạn này, mấy con khốn nạn này, nghe chưa? Em Minh Tệ em đang đi tìm Di Lạc Phật Vương để học đạo. Chính em, linh hồn em tuyên bố như thế. Bây giờ em biết thánh giống Di Lạc Phật Vương là ai ở đâu. Em phải khôn hồn ra, đừng có nghe lời mấy cái thằng, mấy con khốn kiếp này, nghe chưa? Tụi bay mấy cái thằng mẹ sư ở Việt Nam, tụi bay tu hành cái đéo gì. Tao dùng ngôn ngữ bình dân nói chuyện tụi bay nghe nè. Tụi bay là một bọn dâm tặc, lường gạt, lười biếng, ham ăn, ham uống, ham cậm, ham ị. Một bầy lười biếng dâm tặc. Tụi bay không có tu gì hết á. Tội lỗi tụi bay cũng giống như mấy cái thằng, mấy con mà trụ trì ở các nhà thờ vậy đó. Quỷ nhập toàn thời gian hoặc là bán thời gian. Mà tụi bay còn bị quỷ nhập còn hơn nữa. Quỷ mà quỷ dâm tặc hưởng thụ đó. Tại vì tụi bay không có, có một cái sự kiểm soát chặt chẽ, thành ra tụi bay mạnh ai nấy dâm tặc, mạnh chùa nào nấy dâm tặc, lường gạt ba tánh quá là khủng khiếp luôn. Còn mấy linh mục mà tu mà chiếm danh cha là tụi bay quỷ nhập tụi bay hết rồi. Tụi bay có ngon lên đây nói chuyện với tao nè.
Chúa Giêsu bảo tôi dạy tụi bay đó. Tụi bay mấy đứa mà lãnh đạo tôn giáo, lãnh đạo các quốc gia, Thượng Đế bảo tao dạy tụi bay nè, trước khi tận thế nè. Hay gặp tao bất cứ ở đâu, ở cõi càng khôn này bất cứ ở đâu, tao sẵn sàng đối chiếu. Tại vì tao thương tụi bay. Và Thượng Đế tụi đang ban cho tao cái quyền năng đó. Tao có sự bảo vệ toàn thời gian, mọi nơi mọi lúc của Thượng Đế toàn năng, là cha của tụi bay bảo vệ tao. Cha của tụi bay cũng là cha của tao. Cha của chúng ta là đứng toàn năng ra lệnh như thế. Bác chánh đạo mà nó dịch tầm bay tầm ba. Rồi đồng bào, ai có lên đây chia sẻ dịch coi bác chánh đạo dịch từng chữ coi. Thiên rồi, thiên là một nè, thượng là hai nè, rồi thiên nè là ba, thiên thêm chữ thiên là ba nè, rồi hạ nè là bốn nè, duy là năm nè, ngã là sáu nè, độc nè là bảy, tôn là tám nè. Lên để dịch à, để mà chúng ta cùng nhau đàm đạo, học hỏi, rộng đường dư luận. Còn cái tuổi mà Phật giáo Việt Nam bây giờ nó bày chiêu ra tiếp tục lường gạt bá tánh, bác chánh đạo mà nó dịch ra tám chữ nha, tám chữ của nó chữ nào cũng chánh hết á, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Cái này tao gồm tám chữ này, tao dịch gọn lên cho tụi bay, tao dạy tụi bay luôn nè, lấy đọc thì đọc nè. Tám cái chữ mà tụi bay nói chánh đây, tám chữ tụi bay dịch đi đó. Không? Trả lại cho tụi bay. Không? Là chỉnh dâm tặc, trả lại cho tụi bay đó. Đồng bào nhân loại không, tụi bay mang cái món quà lường gạt này cho đồng bào nhân loại. Tao đại diện đồng bào nhân loại nè, trả lại cho tụi bay. Không nhận tám cái chánh tầm bậy này. Tụi bay dịch tầm bảy năm bá. Tụi bay dịch đây là tụi bay lấy vải the che mắt thánh. Tụi bay tiếp tục lường gạt nhân loại. Chánh gì? Quỷ nó có thể bắt chước lời thánh hiền. Quỷ nó có thể bắt chước lời Thượng Đế nó nói. Y chang như thế. Nhưng mà nó không làm được những việc như Thượng Đế làm. Con người chúng ta miệng lưỡi mà. Lời nói đâu mất tiền mua đúng không? Ai nói không được hết, mà có làm được hay không? Chánh cái gì? Tụi bay chối bỏ Thượng Đế, cái đó là tội nặng nhất. Thì tụi bay chả có chánh cái đéo gì ở đây hết á. Tao dùng ngôn ngữ rất là bình dân, khi cần. Di Lạc Phật Vương, tao sống ở thiên đàng, tao sống ở quả ngục, tao sống ở cái thế giới lưng chừng. Tao sống với quỷ sa tăng, tao sống với loài người. Tao sống với những kẻ ác, tao sống với những kẻ thiện, tao sống với những người giàu có nhất, tao sống với những người nghèo hèn khốn khó nhất, những người đau khổ nhất, tao sống với những người sung sướng nhất, tao sống với những kẻ bựa nhất, cà chớn nhất, mất dạy nhất, du đảng du côn nhất, du thủ du thực nhất. Tao nói ngôn ngữ bình dân, khi cần nói tao nói. Tụi bay đéo có tu cái gì đó, tụi bay tu dâm tặc thì có. Tụi bay lên đây nói chuyện với tao. Lãnh đạo tôn giáo, lãnh đạo các quốc gia, lãnh đạo thế lực ngầm, lãnh đạo cái bọn núp trong lùm trong bụi, giang hồ băng đảng, cái đéo gì của tụi bay hết. Tụi bay lên đây nói chuyện với tao. Tụi bay binh vực ai? Binh vực cái bọn những cái đứa mà lường gạt ba tánh đó hả? Tụi nó trả tiền tụi bay hả? Hay là tụi bay ngu quá rồi tụi bay binh vực tầm bậy tầm bạ? Lên đây nói chuyện với chú giống. Tụi mình là anh em với nhau mà. Chúng ta có cùng một cha, cha trời Thượng Đế toàn năng. Bởi vì chú giống biết tiền kiếp của tụi em. Nếu cần, trong vòng 24 tiếng đồng hồ, tao biết tiền kiếp của tụi bay. Nếu cần. Mà tao biết tao là ai nữa, tao là anh của tụi bay. Tao có một bầy đàn em hiện tại bây giờ nè. Ở quả địa cầu này trên dưới 8 tỷ đứa. Đàn em của tao hết á. Không có xa lạ gì tụi bay hết á. Tao là Di Lạc Phật Vương. Sử sách có ghi, sổ trời có ghi, các tiên tri
Năm châu có ghi hàng nhiều ngàn năm về trước. Ok rồi các em, có ai có đứa nào, có ai không lên đây, chẳng lẽ mấy đứa học từ Hội đồng Cứu Việt Nam và Nhân loại, chú giống dạy bao nhiêu năm nay tụi bay không lên tụi bay dịch cái 8 chữ Bát Chánh Đạo được không, dịch từng chữ theo cái lối mình, lối mà tụi em hiểu đó. Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, dịch từng chữ không? Chắc chắn là sẽ hơn cái đám Hạ Bá, cái đám trời đánh thánh năm này, nó lường gạt ba tánh. Bát Chánh Đạo mà nó nói là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Rồi nó mướn cháu em, cháu trai, cháu gái mặt mày bánh bao, phải không? Trẻ trung lên đọc, phải không? Mấy đứa này đâu biết gì đâu, trả tiền cho nó đọc thôi. Còn mấy đứa tụm lùng trong bụi á, tụi bay mà cái đám sư quốc danh Việt Cộng với cái đám mẹ sư Tàu Cộng và cái bọn Việt Giang, bọn Hán Giang, tụi bay núp trong lùng trong bụi, tụi bay lường gạt người dân Việt Nam bao nhiêu năm nay rồi. Tao là vua Việt Nam, tao dạy tụi bay lần sau cùng. Tao là đạo trưởng thế giới, tao là Di Lạc Phật Vương, tao dạy tụi bay kỳ này mà tụi bay không nghe đó, là quỷ nó sẽ bắt tụi bay, nó kéo tụi bay xuống đây nè. Nó nhốt ở bên dưới hàng ngàn hàng triệu năm thì đáng chịu. Tao nói tiếng Việt rất rõ, tụi bay có người dịch hết á. Ông Tàu Cộng, Nga Cộng, thằng Việt Cộng là khỏi nói rồi, tụi nó theo dõi kỹ lắm. Tụi bay không nghe lời tao và bảo kỳ này tụi bay sẽ bị nhốt đây nè. Bị nhốt chung với nhau. Ok. Bác Chánh Đạo mà nó dịch tâm bay là mà hết nói luôn, tao không hiểu tụi này nữa. Bác Chánh Đạo mà nó dịch vậy đó, dịch tâm bay đó mà, nó đưa một đứa nữ một đứa nam lên nói tâm bay tâm ba, dịch tâm bay tâm ba. Đây nè, đứa nam nè, không à, cái gì tứ diệu đế này kia rồi, nghe tứ diệu đế là cái đéo gì. Tứ diệu đế là tứ độ tường, không nhậu nhẹt, đỉ điếm, nhậu nhẹt nè, hút sách nè, cờ bạc nè, không rồi chơi đĩ cái đĩ đực, đó là tứ diệu đế, nhất dạ đế vương đó, hưởng thụ đó. Chứ tụi bay là tứ diệu đế có đéo gì, tụi bay dịch tầm bay tầm bả, thiên thượng thiên hạ dưới ngã độc tôn mà tụi bay dịch cái gì kỳ ấy. Mà thằng này là tứ diệu đế cái gì? Hả? Mẹ nhận tiền của cái đám núp trong lùng trong bụi lên đây đọc. Rồi cái em gái này, cháu gái này, Bác Chánh Đạo dịch tâm bảy tâm bá, đọc bài của mấy cái thằng dâm tặc dàn dựng sư quốc danh Việt Giang, Tàu Cộng, Hán Nô. Hả? Đó là chưa kể mẹ nó lường gạt ba tánh rồi nó chuyển tiền rửa tiền đưa ra nước ngoài, bị cái bọn thế lực ngầm nước ngoài nó giật hết. Không? Đó. Đó. Đó, nó trả tiền cho bao, nó trả bao nhiêu tiền, chắc cũng vài ngàn đô không chừng, phải không, 2-3 ngàn đô gì đó không chừng, nhiều cái ở trả tiền đó, đọc lên xong lên đây nói chuyện, mẹ lo mà sám hối đi, không phải là quỷ nó bắt nó kéo tụi bay xuống quan ngục, mấy cái đứa mà núp trong ngục trong bụi. Và ngay cả mấy đứa em này mà nhận tiền mà đọc nè, còn phải sám hối gấp trong ấy cũng bị phạt. Bị quỷ á, nó kéo á. Rồi mày nó kéo xuống quan ngục rồi, lúc đó là than van khóc lóc, muộn rồi. Đứa nào mà lên đây mà hỗn sược mà nói chuyện tầm phê bình tầm bậy tầm bạ là bị phạt đáng chịu nha. Không bây giờ có đứa Alain Alice về đây nè, sám hối gấp, giống mấy là em sẽ gặp tai nạn em chạy em khỏi. Trong đời chúng ta có những lúc gặp đại nạn,
Mà đây là cái lần mà chú giống thương vô nhắc nhở nè, sám hối gấp, đừng có giờ lên đây mà phê bình năm bả bị phạt đó, nghe chưa? Chương trình đây không phải là để cho các em lên đây mà giỡn mặt, nghe chưa? Tao đuổi mày ra là mày thấy khó thở đó nè. Ok, nhớ cầu nguyện sám hối gấp, chứ không phải là đại nạn đang đến đó, chạy không thoát đâu. Tao thương tao nhắc nhở cho biết, chứ tao mà không nhắc nhở là kể như mày chạy không thoát. Tao nhắc nhở mà nghe lời tao dạy bảo thì tai nạn đến đó, có thể vượt qua được hoặc là bị nhẹ thôi. Còn nếu mà không nghe lời chú giống dạy bảo đó, là qua không khỏi, nghe chưa? Đã gặp chú giống là diễm phúc với mẹ nhiều đời đó. Cuộc đời chúng ta ai trong đời sẽ gặp những đại nạn để mà chúng ta học cái bài học khiêm nhượng, than vang, cảm ơn đứng toàn năng, cảm ơn Thượng Đế. Chứ không phải là con người chúng ta kiêu ngạo lắm. Mà đứa nào mà được chú giống và nhắc nhở, đứa đó rất là diễm phúc. Bởi vì tai nạn đang đến, mà chú giống đã nhắc nhở để mà đề phòng. Thế giới siêu nhiên sẵn sàng xử. Thế giới siêu nhiên thấy chúng ta mà chúng ta thông thường hầu hết nhân loại là chưa thể nhận thức nhìn thấy thế giới siêu nhiên. Thế giới siêu nhiên di chuyển, có những thế giới siêu nhiên di chuyển nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Thấy chúng ta mà chúng ta chưa thể thấy thế giới siêu nhiên. Mà thế giới siêu nhiên đã hiện hữu trước nhân loại nhiều triệu năm. Nghe chưa? Ở quả địa cầu này không phải chỉ có nhân loại rồi súc sinh sống ở đây đâu. Quả địa cầu này có thế giới siêu nhiên sống ở đây lâu lắm rồi, mà tại chúng ta chưa nhận diện được. Hầu hết chúng ta là chưa nhận diện được. Chỉ có một số rất là ít thấy được thế giới siêu nhiên đang sống ở quả địa cầu. Còn đại đa số 99.999% chưa thấy được. Những người mà được thấy được là họ tiền kiếp có tu nhiều đời, đã được Thượng Đế mở thần thức, nghe chưa? Hoặc là kiếp này được Thượng Đế mở thần thức thì mới thấy thế giới siêu nhiên, nhưng mà hiếm lắm, nghe chưa? Nếu mà triệu người không biết có được người không nữa, nó xin lỗi, 100 triệu người không biết có được một người không nữa. Thế giới siêu nhiên quan trọng lắm. Okay. Rồi, có ai lên đây không? Rồi, rồi để nhạc thiên đàng cho tụi cái đám mà Hồ Chí Minh nó than vang khóc lóc quá kìa. Nó nói thánh giống lãnh tụi em ra đi, tụi em nóng quá, nóng rồi cho lãnh tụi em ra 1 tiếng đồng hồ thôi. Được rồi, tao để nhạc cho mày nghe, cho tụi bay truyền xuống cái quả ngục cho tắm tụi bay bớt bớt nóng. Tao cần phải relax chút và tao mới lãnh tụi bay ra được.
Thế gọi ha, cháu Thế gọi phải không? Ở đây. Ok.